다르게 있어요. 우리가 공부하는 내용, 이렇게 먼저 단어, 그다음에 대화, 그다음에 이야기, 발음, 문법 이렇게 해볼게요. 네네. 우선 이거 단어, 일에 관한 단어예요, 일. 공백? 네, 태양? 이 일에 관한 단어이에요. 네네네. 공백? liên quan đến công việc. 네네네. 공백. 태양 뭐예요, 공백? công việc일 in 또는 직업. 근무 일, 직업. 직업. 네, 일도 돼요, 일, 직업. 네네. nghề nghiệp là직업. 직업 네네. 라우동. lao động mà người lao động á노동이라고 해요, 노동. 노동 thả네, 노동. 노동 조안엽. doanh nghiệp làm kiosk.네네네. 루룽총. Lương dần dần cấp셀러리, dần월급. quân cấp quân네네, 월급. 급여. 뭐 이런 뜻. 단티엔. thăng tiến không biết승진. xưng chinh네네. 협동, 라우동. hợp đồng lao động nô tông kề giác네네. 고용 계약이라고도 해요. 노동 계약도 돼요. 아, 짝님. 책 nhiệm 아. 짝님. 책임. 책 nhiệm không nhỉ? 책임 네. là trách nhiệm. phát triển nghề nghiệp. Phát triển nghề nghiệp là trích cấp kế bang. Nè, chigo keba tonu kyongyok keba. Keba, patjon, haljon. Nè, toijan lambek. Thời gian làm việc là cần mua si can Nè, kumu shigan. Nè. 이 문장 한번 해볼게요. 먼저 읽어주세요. 독, 네. 땡글. công việc아, 까우, 까우 땡글. 문장. tôi rất hạnh phúc với công việc hiện tại của mình Tôi rất hạnh phúc với công việc hiện hiện tại của tại của mình. mình. Nè. Ôi chết. À, 이거 보여요? 괜찮아요? 잠깐만요. 네. Đâu rồi? Em ơi, em đi ra ngoài đây. Đi về nào. Chẳng cần là nó đâu rồi. Nè. Tôi rất hạnh phúc với công việc hiện tại của mình.나의 현재 일에 대해 행복해요. 아주 행복해요. 네, 네. 다음. 안 ấy làm việc trong một doanh nghiệp lớn ở thành phố. 안 ơi làm việc trong một chỗ nhé lớn ở Đúng thành phố. rồi. À, 그는 도시의 큰 기업에서 일해요. Đúng không?네. Mỗi người lao động đều cần hợp đồng lao động. Mỗi người lao động giữ căn hợp đồng lao Cần. động. 모든 사람은 일하는 모든 사람은 근로 계약을 필요해요. Sự thăng tiến trong công việc đòi hỏi
nỗ lực và kiên nhẫn. Sự tăng tiến trong công việc tôi phải nỗ lực và kiên nhẫn. Kiên nhẫn mèo. Kiên nhẫn là thế nào, nỗ lực và kiên nhẫn là Đổi đâu qua kiên nhẫn. Sự tăng kiên nhẫn tiến. là in in nê in In nê nè, ok, kiên nhẫn. Tăng tiến, phát triển haki vì in. Để tôi hỏi. Theo kế 일에서 발전하기 위해선 노력과 인내가 필요해요. 나중에 봐요. 다음, 네. Lương thưởng công bằng là một phần quan trọng trong môi trường làm việc. Lương trước công bằng là một phần quan trọng trong môi trường làm việc. Lương trước công bằng. Lương Lương thưởng công bằng, công tròn han à cũng cho ăn luôn chọn cúp dơ, công tròn han cúp dơ nên ập mu hoàn kia ngày so à cứ trùng biết này này dụng như yeah, 일하는 부분에서의 중요한 부분입니다. 네. 공백 한 거고 네. 이거는 티앵벳 해볼게요. 나는 현재 내일에 매우 만족한다. Tôi rất là hài lòng với công việc hiện tại của tôi. Nên네. hơn thế này này đây mẹ u mắn trong thân tại. 네. 그는 도시의 큰 기업에서 일한다. 그는 anh ấy làm việc trong một công ty lớn ở thành phố. 네. 모든 노동자는 고용 계획이 필요하다. Mỗi người lao động thì đều phải cần có cái hợp đồng lao động. hợp đồng lao động, nè. 직업에서 승진은 노력과 인내를 요구한다. Trong công việc, để thăng tiến trong công việc thì sự nỗ lực và kiên trì là cần thiết. Nè. 공정한 급여는 업무 환경에서 중요한 부분이다. Cùng trong han cúp giờ, cùng trong han cúp giờ, cùng cùng trong sự công bằng trong lương thưởng Công là bằng. một phần quan trọng của môi trường làm việc. Nè, quan trọng làm việc. Cũng mỗi phần làm việc. Nè. 이거는 대화인데 주제가 일에 대한 대화예요. 잠깐만요. 이거는 영어는 필요 없고 시행한부터 할게요. 요즘 일 어때? 다음. 나쁘지 않아. 다음. 요즘 일 어때요? 요즘 일 어때요? 아, 다음. 네. 바쁘진 않아. 그냥 평소처럼 바쁘지. 너는 어때? 알겠어. 흥미로운 프로젝트가 있어. 있어? 있어? 별로 없어. 그냥 평범한 것뿐이다. 하지만 꼭 흥미로운 일이 생겼으면 좋겠어. 그럼 기대하자. 어쨌든 커피 한잔 하면서 얘기나 나눠보자. 괜찮아? 그럼 이야? 쉬는 시간이 필요한 것 같아. 계획을 세우자. 이거는 그럼 이하는 좀 이상해요. 그냥 그럼 그래 그럼 이러면 돼요. 다음 킹백. 잠깐만요. Hi, không biết căn đài thế nào? Không tệ lắm, chỉ bận như mọi khi thôi. Còn bạn thì sao? À, biết đây. Ban ban nu xóa. Go ju an G2V không? Thực ra không, chỉ là những việc thông thường, nhưng tớ hy vọng sẽ có điều gì đó thú vị hơn. Vậy thì cũng hy vọng nhé.
Tôi thì sau này gặp nhau bây giờ nói chuyện à, cũng cà phê đi được không? Được không? Nè một chắc chắn luôn. Ừ, chắc chắn rồi, tôi cũng cần một cuộc nghỉ ngơi. Hãy lên kế hoạch nhé. Nè, 이거 한국어로 보고 일에 관한 대화를 간단하게 해봐요. 이거는 아, 하이 콩백 간다해. 요즘에 일하는 거 어때? 페나오 Con đi ra어 ngoài đi엉테란 특별한 거 없어 이거죠. nghe.지 오직 만우 모이기 도이 그냥 이 도이 평일 같은 거야? 똑같아? 똑같아. 집안일 모이기도. 콩벤티사오 너는 어때? 당신은 어때? 아, 베타이, 베타이. 베타이 뭐예요? 아, 비ết đấy. Ăn kết. Ăn kết알겠어. sò. Kết아, sò. văn누스와 특별한 거 없어? Vẫn như xưa. Vẫn똑같아? như xưa. Thú vị.보통이야? 뭐 이런 거예요? 만누스와 Vẫn như xưa là평범해, 평범해, 평범해. 네. 아, 네. 주한 프로젝트, 지투비. 네. 흥미로운 프로젝트 있어? 뭐야? 뭐 있어? 주한 지투비 콩 특라콩 thực ra không없어, 없어. lộ어, lộ thì 오직 라는 백 통충 보통 일들이야. 그냥 능아 또 희망해. 세코 뉴지도 투비섬 빨리 흥미 있는 뭔가 일이 있기를 희망해. 맞아요? 네, 네네. 흥미로운 일이 일이 있었으면 있으면 좋겠어. 좋겠어. 바이, 그래, 바이띠, 궁, 희봉네. 그래, 함께 해보자. 또 이띠, 일반 시간이 나이가 냐오, 함께, 바이지오, 노이 주엔, 이야기하다, 노이 주엔? 이야기하다. 네네네. 꼭, 카페디 도콩 카페에 가서 우콩 커피 한잔 마시면서 이야기해요. 커피 한잔 면서 네, 예. 이야기하는 시간을 갖자. 딱잔로이 그래. 또쿵 함께 Chắc오지. chắn rồi, tớ네. cũng cần một cuộc nghỉ ngơi. Hãy lên kế hoạch nhé. 쉬면서 아일랜드 계획을 세워보자. 세우자. 아, 계획을 세우자. 세우자. 랭크획. 네, 오케이. 아, 이거 간단하게 일에 대한 얘기를 간단하게 해봐요. 춘타코테 노이 주엔 베 람백. 남비야. 네네. 오늘 일은 바빴나요? 네. 네. 일아일하는 바쁜 일은 언제 바빠요, 주로? 낮 중에서 언제 바빠요? 나 중에서 예. 언제 바빠요? 네. 네. 아, 오케이. 저는 네. 지금 새로운 회사에
딸입니다. 아, 그래요? 네, 그래서 매일 오천 남자 얼마냐? 남죠. 8시. 이제 딸씨. 8시에 출근해요? 니 람백? 남자 네, 8시부터 네. 오후 여섯 5시까지 시까지 일해요? 근무 시간이에요. 해요. 네. 네네. 네, 그래서 알겠어요. 저녁 시간이 네, 있어요. 괜찮아요. 오빠와 같이 한국어는 공부해요. 네네, 알겠습니다. 자, 그러면은, 네, 대화는, 제 새로운 회사는 네. 한국 사람도 있어요. 아, 그래요? 네. 그래서 저는 나중에 아. 한국어 중국 진보하면 대화할 수 있어요. 빈도해요. 네네. 네. 그 직원 많아요? 직원 많아요. 직원 지금 작회사이에요. 네. 직원이 모두 30명이에요. 아, 네, 알겠습니다. 하지만 지금 아직 장사 안 해요. 아, 준비 중이에요. 네, 준비 중이에요. 네. 중국 사람들은 모두 진, 아, 99명, 네, 9명. 아홉 명이에요. 있어요. 네, 알겠습니다. 아, 그러면 이제 됐고요. 이게 발음 이야기할 거예요. 한국. 아, 한글. 한국. 한복. 예. 네. 한국, 한글, 한복. 문장 게요. 저는 한국에 갔어요. 저는 한국에 갔어요. 땡볕 뭐라고 해요? 네. 또 다리 한국. 저희 다리 한국. 한글을 배우고 있어요. 또 다른 học tiếng Hàn. 네, 또다한 한복. 한복이 아름다워요. 한복 thì rất là đẹp. 한복 어려요. 라테. 한복 라테. 한복 là đẹp. 한복 라테. 네. 한국 한주한 한글. 한복 라 장북 전통 한국. 동어 예. 한복점 동원 또이다리 한국. 나는 한국에 갔어요. 또이당 혹주한. 나는 한글을 배워요. 나는 중국어를 배워요 하면 어떻게 해요? 또 đang học tiếng Trung, tiếng쭈쭈? Trung Quốc. 쭈쭈? 또이당 Trung Quốc. 혹쭈쭈? 또 네. đang học tiếng Trung. 한복 탓탓댑 탓댑. 다 đẹp. 네. 아주 아름다워요. 네. 아우자이도 예뻐요. 자, 공이에요? 공백? công việc 공띠? 네, 공빵. 공방. công bằng 한국말로는 공평하다. 공평 같아. 네. 공평 네. công bằng. 아, 띵백? Tôi có nhiều công việc phải làm hôm nay. Tôi có nhiều công việc phải làm hôm nay. 나는 많은 일이 있어요. 오늘 해야 할 많은 일이 있어요. 네. 대단한 일이 많이 있어요. 네네. công ty của tôi đang phát triển rất nhanh. 공티 과토이 당 파첸 잔년. 나의 회사는, 보통 한국은 우리 회사 이렇게 많이 얘기해요. 우리 회사는 아주 빨리 발전하고 있어요. 빨리 반전.
Bạn chơi Hako style. Này này, tôi Tôi muốn muốn mọi nè, người đều được đối xử công bằng. tôi muốn Tôi muốn mọi người mọi chúc tôi người sự công đối bằng. À, 나는 à, 모든 사람이 공평하게 아, 공평하길 원해요. công bằng là công chọn.네, 공평. 네. 모 tu ca công chọn ha kê tèo bạc kỳ rin bà đăng 원해요. tả네, 원해요. không바래요. hiểu không hiểu네, 작업회사 공정, 공평, 정의. 나는 오늘 할 일이 많다. 또이 콜, 뉴 람백, 바이, 바이람. Tôi có nhiều việc phải làm.네. 우리 회사는 아주 빠르게 성장하고 있다. 공티과 또이, 당 파티엔, 잣, Rất nhanh. nhanh, nhanh, Ba ok sòng trang hai nhanh, cô. nhanh, nè, Rất phát nhanh. triển, nhanh, nhanh. 나는 모두가 공정하게 대우받기를 바란다. Tôi muốn mọi người để chú công bằng. Đều được đối xử công bằng. Này. 이건 문법이에요. 때문에라는 거 하고 베트남의 비라는 거 하고 같아요. 엄마 때문에 한국어 때문에 킹벨라 비. 왜? 네, 이거 한번 해볼게요. 비가 오기 때문에 나는 집에 있을 거야. 비가 오기 때문에 나는 나는 집에 집에 있을 있을 거야. 거야. 그러면 이거 도이 오냐 미 뭐? 뭐? Vì trời mưa. Tôi sẽ ở nhà vì trời mưa. Tôi sẽ ở nhà vì sẽ mua. 시험 준비 때문에 바쁘다. Hôm chuẩn bị demo này phải vì vì Nè, chuẩn bị bên cho kỳ thi nên rất là bận. nè, vì 바쁘다 뭐예요? 바쁘다 là bận밥, 밥. bận bận rộn bận rộn. Siêu chuẩn bị ký or ký ôn ký Ôn thi chuẩn bị ôn kỳ ký thi ôn ôn thi. ký ôn ký bị tôi bắp ký bị ôn ký Chuẩn bị cho kỳ thi mà tôi bận vì ôn thi, tôi bận vì chuẩn bị cho kỳ thi đều được. người 부주의 때문에 사고가 발생했다. 그의 부추의 때문에 왜 이게 사고가 부추 발생했다. 사고가 발생 했다. 아, 발생 부주의라 홍주의. 홍주의. 홍고주의. 이건 피행백 봐요. 피행백. một tai nạn đã xảy ra vì sự bất cẩn của anh ấy. Nè nè. Một tay nhàn đã sai là bị sư bắt Bất căn cẩn qua anh ơi của à anh ấy. bắt sư Từ bắt căn sư bắt căn bù chui phù nè chui phù chui nè phù nè nè chui một tay phù nan đã sai là tao cũng gã chui. nà tôi sẽ ở nhà vì chơi đang mưa. Tôi sẽ ở nhà vì chơi đang mưa. À, 비가 오기 때문에 집에 있어요. 저희 반비 빠이 준비 조 기티 라 시험. 네, 시험을 위해서 준비해야만 하기 때문에 저희 반 바빠요. 저희 반 발음이 Tôi bận.저희 반
Ba ba tư Nè cả. nè nè, một tay nhát là sai là vì sự bắt can là của anh Của ơi nè cứ cù cù chui cứ cù chui tem muốn sa nè cô ca thằng sang style nè phát nè bi tem nè. nè tôi yêu nhé qua mình bị nộ mang lại sự hài lòng và tâm Chè mẹ chè ý nè yêu ngày của mình tôi yêu nhé qua mình chùa hè sao nè chùa chùa hè temune nè nè cứ có xuân băng lại su hai long và màn tâm chúc mẹ màn chúc ha cô ủa ít nó sợ màn chúc ha cô hài lòng nè dần trong nè ở trong dần quan tâm mẹ à dần ban chúc ở trong người khá cho ta chúng ta khá cho chúng ta nè tôi không thể chịu hắn hắn chịu hắn công việc hiệu quả vì tôi chịu kinh nghiệm nè Thảo nên trường homie phụ chúc tại thì sao tem này nè thì nên khi hiệu quả cho pro ý kinh chi một hơn cả nè 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 một tí nữa thôi mọi người. việc thức trên kế hoạch là quan trọng để đạt được mục tiêu mục tiêu를 이루기 위해서는 계획을 특히 세우는 것이 중요하다. Việc thực hiện kế hoạch là quan trọng để đạt được mục tiêu. Nè, Mục mục tiêu를 이루기 위해 계획을 세우는 건 중요하다. 네, 나는 띵하할게요. 나는 나의 직업을 사랑한다. 만족과 열정을 가져다 준다. 나는 경험이 부족하기 때문에 일을 효과적으로 이끌지 못한다. 목표를 달성하기 위해 계획을 세우는 것이 중요하다. 네. 네. 네, 여기까지 하고, 이거, 팩셀닷컴이라고 있는데요. 잠깐만요. 이 사이트에서 사진은 무료로 우리가 이용할 수 있어요. 워크가 주제였으니까 워크 관련한 사진을 볼게요. 자, 이 사진에 대해서 얘기해 볼수 있어요. 잠깐만요. 이 사진 얘기해 볼수 있어요. 이 사진에 대해서 얘기해도 이거는 저작권 프리예요. 카피라이트 프리. 사진 자체가 네. 자, 제가 티행안으로 얘기해 볼게요. 네. 사람들이 모여서 컴퓨터 화면을 바라보고 있어요. 사람들이 모여서 mọi người tụ họp lại với nhau. 네, 컴퓨터 그리고 화면을 바라보고 있어요. cái vế đằng sau là em chưa nghe được.네네. 티행백 문장 하나 얘기해 보세요. 모카오 티행백. Một câu tiếng Việt à?네네. Mọi người đang tập trung nhìn vào cái máy tính. 모든 Mọi người사람들이 땅, 뭘, 땅, 중, tập trung nhìn vào máy tính. máy tính, 컴퓨터를
집중하고 있어요. 보고 있어요. 네, 맞아요. 아, 네네. 오케이. 아, 네. 다른 거 하나 더 해볼 수 있을 것 같아요. 이거는 조금. 네, 이거 해봐요. 한 할게요. 한 남자가 웃으면서 커피를 마셔요. có một người đàn ông có copy맞아요. run mà sao웃으면서 u 꼬이 xin ừ, a vừa cười à네. vừa cười vừa uống cà phê. Né. 그럼 팅뱃 모카오 팅뱃 하나 Tiếng해주세요. Việt. Né. Anh ấy mặc áo dài màu trắng. À, Mặc그 áo dài tay màu trắng.남자는 하얀 옷을 입고 있어요. 네. 아, 네, 오케이. 다음에 이거 얘기할 때 있고, 이거는 베트남 넷인데, 그냥 편한, 지어죽? 교육에 관한 거 한번 볼게요. 짠동, 유혹, 폭티행한, 티행한에 관한 기사가 있나 봐요. 이거 한번 볼게요. 아참, 이거 하기 전에 이거는 녹화를